Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin rùng rợn đường dây ma túy từ Đức về Việt Nam. Phía sau lưng tôi đây, đây chính là trụ sở cảnh sát của thành phố Berlin, nơi theo dõi điều tra các vụ việc nghiêm trọng mà trong đó có những vụ việc xảy ra trong cộng đồng của người Việt Nam tại Đức, đặc biệt là tại thủ đô Berlin. Và thời gian gần đây, cảnh sát Đức đã được báo về rất nhiều vụ chuyển ma túy từ Berlin về Việt Nam. Đây là thứ hàng rất nguy hiểm, được cất giấu tinh vi trong những loại thùng, hộp, đặc biệt là hộp sữa, thuốc bổ và các phương tiện máy móc khác. Nó được vận chuyển thông qua những công ty chuyên vận chuyển hàng giữa Đức và Việt Nam, nằm gần các trung tâm thương mại của người Việt Nam ở Berlin, cụ thể là nằm gần các khu chợ. Thông tin cho biết, những người gửi hàng này đa số là rất trẻ, họ có giọng miền Trung và thường dùng số điện thoại không đăng ký pháp nhân, tức là SIM rác, vì họ có thể mua những loại SIM như vậy ở các khu chợ của người Việt rất dễ dàng, chi phí chỉ vài đô la. Chính vì sử dụng những loại SIM rác đó nên khi cảnh sát điều tra, truy nã những kẻ đã gửi những kiện hàng mà trong đó chứa đầy chất ma túy về Việt Nam thì ở đây sẽ rất khó khăn cho việc điều tra tiếp tục, vì những SIM đó thường được dùng trong một thời gian rất ngắn rồi hủy bỏ. Và tình trạng này vẫn liên tục xảy ra, gây nhức nhối trong cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những người làm công tác chuyển hàng. Bởi vì khi nhận các bưu kiện này của những người Việt Nam gửi về nước, họ phải kiểm tra rất kỹ, thậm chí phải phá hoặc mở những gói hàng mà họ cho rằng có khả năng chứa chất ma túy gây nghiện như vậy. Vì điều đó cũng ảnh hưởng đến bản thân doanh nghiệp của họ. Khi về Việt Nam, những bưu kiện này được mở ra và phát giác đây là chứa ma túy thì họ sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí có thể dẫn đến việc đình chỉ kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, những loại tội phạm như vậy ở Đức thì chỉ bị án ít năm tù, chứ ở đây không có án tử hình như ở Việt Nam, cho nên những đường dây gửi ma túy này vẫn tiếp tục phát triển và lây lan ra cộng đồng của người Việt Nam ở Đức, đặc biệt ở phần miền đông của nước Đức, nơi trước đây là Cộng hòa Dân chủ Đức với thể chế cộng sản. Và các chủ gửi và nhận hàng này, họ đã cho biết rằng cách giấu ma túy của đường dây này rất tinh vi, chúng nhét vào ruột máy móc điện tử bằng thép cho nên rất khó phát hiện, vì cách nhét vào các hộp sữa cũng như thuốc bổ của Đức đã bị phát hiện rất nhiều, cho nên chúng luôn tìm mọi cách mới để có thể gửi những mặt hàng độc hại này về Việt Nam. Và nếu quan sát kỹ trong các khu chợ thì sẽ thấy những thanh niên còn rất trẻ đi những chiếc xe Mercedes, Porsche, Ferrari, Bentley rất đắt tiền, trị giá nhiều trăm ngàn đô la. Nhưng dường như sang đây họ không làm gì cả, mà thường gặp họ ở những tụ điểm ăn chơi và đeo xách các loại túi hàng hiệu giá trị rất cao. Thủ đoạn của các đường dây này thường chia lẻ các lô hàng chuyển qua nhiều hãng vận chuyển khác nhau. Và sau đây mời các bạn theo dõi phóng sự về vụ việc nghiêm trọng này đang diễn ra tại nước Đức. Bắt nghi can trong đường dây đưa ma túy từ Đức về Việt Nam. Công an Việt Nam đã bắt giữ nam thanh niên được xem là mắt xích quan trọng trong đường dây đưa ma túy từ nước Đức vào Việt Nam trong thời gian vừa qua. Vào ngày 14 tháng 5 năm 2022, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Viết Hồng Dũng, 26 tuổi và Trần Thanh Quân, 29 tuổi, cùng quê tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hai nghi phạm này là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, trong đó có đưa ma túy từ nước Đức về Việt Nam để tiêu thụ. Trước đó, vào trưa ngày 13 tháng 5 năm 2022, Phòng Cảnh sát Ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát Ma túy thuộc Bộ Công an và nhiều đơn vị liên quan đã bắt giữ Quân khi người này đang ở trong căn hộ của mình trên đường Ngô Thị Sĩ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây, Công an đã thu giữ ngay tại chỗ 3,2 kg nghi là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, ma túy đá và ketamin, súng cao su, 56 viên đạn cùng nhiều tang vật khác. Quân khai nhận số ma túy trên vừa được một thanh niên cư trú tại Đức vận chuyển về Việt Nam và giao cho đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, tối cùng ngày, công an tiếp tục bắt khẩn cấp Dũng tại Quảng Bình. Dũng chính là người tổ chức vận chuyển ma túy từ nước Đức về Việt Nam để giao cho Quân đem đi tiêu thụ.
vụ án đang được công an điều tra mở rộng. Cũng nhiều chủ hàng đã phát hiện và nêu ra nghi ngờ của mình đối với những đối tượng đến gửi hàng, và họ đã báo cho cảnh sát Đức đến để điều tra. Tuy nhiên, con số bắt được những tội phạm này và đưa ra xét xử không nhiều, vì đều là người Việt Nam, thậm chí họ vẫn đang đăng ký tị nạn ở một trại nào đó ở trên nước Đức, và đa số là không tìm thấy nữa. Vì khi những kẻ này bị động ở những khu giao hàng đưa về Việt Nam thì chúng lại chuyển địa bàn hoạt động đến những vùng miền khác để tiếp tục gửi hàng như vậy, và tất nhiên lại với số điện thoại khác cũng là sim giác. Bên cạnh đó cũng có những hãng chuyển hàng từ Đức về Việt Nam bị cảnh sát Đức như ở đây họ nghi ngờ, theo dõi, và khi đầy đủ bằng chứng họ cũng đã ập đến kiểm tra, thu giữ các tài liệu, hồ sơ để phục vụ điều tra, truy tố trước pháp luật. Cũng được biết trong số các chủ hàng của hãng vận chuyển này cũng có những người là người nhà của ông Đại tướng Tô Lâm, nên khi bị bắt vận chuyển với lượng ma túy rất lớn với một thời gian kéo dài về Việt Nam, họ dường như tránh được sự trừng phạt của pháp luật, tiếp tục hành nghề như không có gì xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin rùng rợn đường dây ma túy từ Đức về Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.